Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Có La Lin ạ. Cô bác ơi, hiện tại thì em có đang có mặt tại đây là xã A Lù. Và xin giới thiệu lại cô bác, đây là anh Khứ, chủ tịch xã ở nơi đây. Thì như các bác cũng biết là đợt vừa rồi thì cơn bão Yagi là đã để lại cho bà con mọi người là thiệt hại rất là nhiều. Thì ngày nay thì em có rất là vui khi mà lại tiếp tục được làm cầu nối đến với lại mọi người. Vâng, em chào anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Thì ngày hôm nay thì em có sẽ lên đây là xã A Lù để mà trao, gọi là gửi gắm những món quà yêu thương của các anh các chị gửi đến cho bà con. Và hôm trước ấy thì có chị có nick Zalo tên là Uki Yong, là chị có gửi cho em là 2 triệu này, là để cho bà con ủng hộ, cho bà con gọi là hỗ trợ bị lũ lụt này. Và chị giấu tên, chị này chị xin phép là giấu tên là ở trong Tiền Giang, là chị có gửi cho em là 10 triệu nữa anh ạ, là tổng là 12 triệu. Thì như mọi người cũng nói là ở đây thì bà con là cũng nhận được nhu yếu phẩm là khá là nhiều. Em xin phép là sẽ trao tiền mặt cho bà con ở đây để cho mọi người là xem là cần thiết cái gì thì mọi người sẽ mua. Đấy, thì lên đây thì em có đều thông qua xã, thì ở đây các anh chính quyền thì mọi người mới có thể nắm rõ được. Ôi, anh nghe điện thoại đi ạ. Anh vâng. Rất là cảm ơn em. Dạ, vâng. Thực ra là đây, trên này có rất là nhiều hộ bị thiệt hại. Nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì cũng có nhiều đoàn đến thăm và tặng quà rồi. Thế thì bây giờ em đến với xã thì thay mặt cho bà con nhân dân rất là cảm ơn cái tấm lòng của em đã vận động kêu gọi ủng hộ cho bà con nhân dân, thì thay mặt cho bà con rất là cảm ơn cái tấm lòng chân thành của em. Vâng, thế vừa rồi là trên xã mình là bị thiệt hại nhiều không anh? Ở xã thì thiệt hại tương đối lớn. Một là đối với nhà cửa thì bị ảnh hưởng bởi cơn bão thì là trên 100 hộ. Nhưng mà có thể nói là thiệt hại nặng nhất là 28 hộ. Đấy, trong 28 hộ này thì có 11 hộ là mất nhà hoàn toàn. Trong đó thì có 2 hộ có người chết, tổng là 7 người. Tổng là 7 người mất. Đấy, thì... Thế là danh sách là có ở đây hết rồi ạ? Danh sách vâng. Có. Đấy, thì hôm nay thì em sẽ trao cho 12 triệu thì sẽ là trao cho 12 hộ gia đình, là mỗi nhà là 1 triệu đồng tiền mặt nhé các bác. Vâng. Đây là vâng, cho các bác xem đây là chỗ đang xếp hàng. Vâng, hình ảnh là mọi người là các đoàn là mọi người tới để mà trao quà. Rất là nhiều đoàn. Vâng, ở đây là mọi người sẽ đều tập kết ở đây. Tại vì đi đường khó đúng không? Không biết đấy, em đi đường giữa Mũi Xung lên thì dễ hơn. À, tại vì em nghe mọi người bảo là cái đường bên này thì nó cũng sẽ lại khó đi. Em đi tuyến Mường Hôm là 6 rưỡi em xuất phát. Từ nhà đi 6 rưỡi xuất phát, hay với con vừa đi vừa nghỉ. Em ở thôn San Lùng, Bản Vược, Bát Sát, Lào Cai. Em Bản Vược à? Vâng, dạ. Ôi trời, là ối trời ơi luôn. Nhưng mà tôi thì em cũng cảm thấy rất là vui khi mình có thể góp được một chút sức nhỏ bé. Vâng, đây đây. Dạ, vâng. À, 12 hộ đây ạ. À? Vâng. Là đây là các anh cán bộ là đây mọi người là đều sẽ có danh sách hết. Và như các bác cũng biết ý, thì ở đây thì bà con là đều mọi người tập kết ở dưới này để mà nhận quà hết. Bởi vì là nhiều khi là mình đi lên đến các thôn trên tuyến đường thì nó cũng sẽ vô cùng là khó khăn. Vâng. À, này. Thế thì nhờ anh thông báo là đây không phải là quà của em đâu mà là quà của các chị mà người gửi đến. Có 2 chị, một chị là ở trong Tiền Giang, ở trong miền Tây, một chị ở trong miền Tây là giấu tên ở trong Tiền Giang là 10 triệu. Vâng, là 10 triệu rồi, 10 triệu, hộ 10 triệu này. Một chị tên là Wu Ki Wong. Wu VK à? VK em? Wu Ki Ca à, Ki, Wu Ki Wong. Vâng, VK em à? VK em, đang đi đúng rồi. ONG. Vâng, đấy, dạ vâng. Là cả hai người, vâng. Cái này là 10 triệu ạ. Đây, cái này chị này 2 triệu này. Vâng. Vâng. Dạ. Em nhờ anh thông báo mọi người. Vâng. Từ bên này trước nhá, tôi đây là quà của các chị là gửi đến để mà động viên chia sẻ với lại gia đình mình. Vâng. Dạ. Vâng. Đây, gửi nhá. Vâng này. Đây là 1 triệu là 2 tờ 500 nghìn. Thôi thì mình cố gắng nhá. Vâng.
Đây đây là bà con là mọi người thật sự là thiệt hại nhiều lắm, khi mà nghe đến anh chủ tịch bảo là đây mọi người thiệt hại về nhà cửa xong mình cố gắng ạ. Rồi, vâng, gia đình mình cố gắng nhé. Vâng, cái này thì chỉ là em là cầu nối thôi ạ. Vâng, đấy xin cho mọi người một tấm hình đây, bố chỉ cần quay như này là sẽ ra được. Đây, để đứng với mọi người một tấm hình. Đây ạ. À, thôi thì mọi người cố gắng ạ, thôi còn người là còn thôi mình cố gắng nhé. Vâng, đấy em có cũng xin thay mặt cho bà con ở nơi đây là rất là cảm ơn chị giấu tên ở trong Tiền Giang rất là nhiều và chị Uki Wong. Em có thật sự là không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn các cô các bác là đã luôn yêu thương và ủng hộ bà con vùng cao chúng em. Đấy, những cái hình ảnh mà bà con nhận quà như này, rất là nhiều quà thì em có là thấy là mình cảm thấy là rất là biết ơn ấy, và có lẽ là những cái hình ảnh này sẽ luôn là in sâu vào trong đầu của em có ấy. Xong rồi ạ. Vâng. Đấy, cho tiền mặt cho mọi người để xem cần những cái gì thì mua những cái đó các bác ạ. Các bác xem hình ảnh bà con là đến nhận quà. Em bé đáng yêu quá, em bé mấy tuổi rồi anh? 1 tuổi. Oh. Ui cái mũ đẹp quá. Nhà anh ở thôn nào ạ? Ở thôn Chi Chu Linh. À. Tức là đây là bà con là trong các thôn của xã là đều xuống đây nhận quà hết hả anh? À, tập kết ở đây hết luôn. Bây giờ là anh chủ tịch xã là dẫn hai bố con em có ấy đi ăn cơm. Bây giờ các bác xem đây là cảnh bà con là nhận quà về đấy ạ. Sáng nay thì hai bố con em có ấy là xuất phát từ nhà đi là 6:30. Bây giờ là cũng trưa rồi. Vâng, dạ, cảm ơn ạ. Cũng 13 thôn rồi. 13 thôn rồi. Đây gọi là xa vùng sâu vùng xa đấy. Ủa nhỉ? Ừ, đi bộ lúc đấy lầy lộn mà có những đoạn bùn cao bằng qua đầu gối. Còn thôn rút ra thứ 7 bắt đầu vào quà chủ nhật, thứ 2 liên tục cũng được. Ôi, anh gọi nhiều món quá. Đoạn quá. Vâng, xin phép anh ạ. Dạ. Bây giờ hai bố con em xin phép đi về đấy ạ. Vâng. Đây là cũng có đoàn này 78 Phú Yên này các bác. Những hình ảnh như này là vô cùng là ấm lòng. Thì bên chưa sạt nhiều chưa các bác. Nay thì hai bố con em sẽ đi về đường khác nữa. Mọi người bảo là tuyến đường này thì đã đi được rồi, đi tuyến đường này thì sẽ rút ngắn được khá là nhiều thời gian nếu như mà thuận tiện ý. Này cho các bác xem khu vực này là bị sạt nhiều vô kể luôn, phía bên kia là sạt rất to. Đây. Hai bố con là dừng xe để mà xem. Sạt nhiều lắm các bác ạ. Phía bên kia là những vết cào của mẹ thiên nhiên này các bác. Và là một vụ sạt lở kinh hoàng luôn, khủng khiếp. Khu vực này cũng thế này. A Lù là một trong những xã mà phải gọi là thiệt hại có lẽ là nặng nề nhất ở trên huyện Bát Sát chúng em.
Vâng, đây thôn Tả Suối Câu đấy các bác. Xót xa cho người dân ở nơi đây. Cạnh ngoài này luôn. Những cái chỗ này này thông thường là sàn ngô của bà con là đều phơi ngô ở đây hết à. Bên này là bị sạt lở về hoa màu là cũng nhiều lắm, đồi này. Như này thì em có cảm thấy là mình thật là nhỏ bé. Dưới này là máy xúc là đang khắc phục rồi. Trước là mấy tuyến đường này còn bị cô lập lại hết cơ. Thế bây giờ thì sau cơn bão là mọi người bắt đầu là khắc phục thôi này. Cái phần này này là đường ngô của mọi người ở đây hết này các bác. Nên ngày nay đi cái tuyến đường này này thì tí em có là sẽ đi xuống dưới kia để mà thăm gia đình nhà anh Tả nữa, xem là gia đình nhà anh Tả là có bị thiệt hại gì hay không. Thì tiện là sẽ ngó qua nha các bác, xem qua. Cái lán ngô của bà con ở trên này này. Phía trước kia là thuộc xã A Mù Sung, huyện Bát Sát rồi. Đấy, cũng đều bị sạt. Đấy. Nhìn ấy trông như kiểu là những cái vết xước, vết cào ấy. Đấy. Nói chung là vật này thì thấy là chỗ nào nó cũng đều bị sạt. Như này thì chỉ có là xe máy đi thì em có thấy là còn đi được, chứ còn xe ô tô hoặc là những con xe to ấy thì cũng khó nha, kiểu nó đi lại khó khăn ấy. Đây, hai bố con là đi trên chiếc ngựa sắt như này là quá là hợp lý, phù hợp luôn. Đây, nhà này là bị vùi lấp này. Dưới này là máy xúc đang khắc phục sạt lở.
Tại đây là nhà của vợ chồng anh Tả các bác ạ. Đấy, sau gọi là một năm làm nhà thì em có là cũng chưa có dịp để phải quay trở lại đây để mà thăm gia đình nhà anh Tả. Đấy, như các bác có thể thấy là xung quanh chỗ thôn của nhà anh Tả này này thì bị sạt lở là rất là nhiều các bác ạ, bị ảnh hưởng nặng lắm. Khi mà hai bố con em từ trên lối trên cao nhìn xuống ấy, từ trên là sạt hết và ở dưới toàn là kiểu những ngôi nhà mà thấy có một số nhà là cũng bị lấp đi rồi. Đấy, phía bên kia là bà con đang chở đồ này. Đấy, nhà anh Tả này có cái téc này, gia đình anh có làm thêm cái bếp này các bác. Cái bếp thì là bên này. À, nhà anh khóa cửa rồi các bác ạ, chắc là nhà anh đi vắng rồi. Cho các bác xem đây là biển nhà bà Thúy và các mạnh thường quân là tặng nhà tình thương. Áo sung tháng 9 2023 đấy. Nhờ có các cô các bác mà anh Tả là mới có được cái căn nhà riêng để mà ở ấy. Đấy, đây củi đóm là chất đầy đây. Quần áo là phơi ở đây thì chắc là có thể đi làm nương ruộng gì đó rồi các bác. Đấy, ủa ôi, sợ thế. Bên này là nó sạt nhiều, thật sự là cái tuyến này, cái phía bên này này sạt nó nhiều hơn cái tuyến bên kia em thấy là như vậy. Thế bên nhà bố mẹ em là cũng đã bị sạt rất là nhiều rồi và bên này còn nhiều hơn nữa. Và cũng may mắn quá là cái nhà anh Tả là vẫn an toàn nhé các bác. Cái này như kiểu là cái hẻm sâu luôn rồi. Ngày trước cái chỗ này là có cái cầu treo bố ạ. Có ngôi nhà là đã bị lũ quét này. Dưới kia là bà con là đang dỡ nhà này. Ở đây là có mấy nhà cơ các bác ạ. Nhưng có vẫn nhớ ở dưới này có mấy nhà cơ chứ không phải là nguyên một nhà này đâu. Vì có một thời gian là đoạn đường này hầu như là ngày nào là cũng đi qua ấy các bác. Phía dưới kia là cũng có các đoàn đến để tặng quà này các bác. Chỗ này phải mấy nhà liền ấy. Có không nhớ rõ, không có chính xác. Nhìn tất cả mọi cái nó đều mục tan hoang luôn. Này, cái chỗ này cũng có một nhà này bố này. Cái nhà này là cũng bị lấp hết rồi đây này. Téc là méo mó hết luôn rồi. Nhà này là còn mỗi cái chuồng lợn. Xe Quảng Ngãi này.
các bác xem là quà mọi người là tập kết ở đây, đây Quảng Ngãi này. Gia đình là nhà là sập hoàn toàn luôn. Đây, tủ lạnh hỏng hết luôn. Đây, dưới này một nhà nữa này. Như này là coi như là mất trắng luôn rồi. Đây, cái lán ngô này các bác. Hôm nay bà con là nhiều lắm. Rất là may là bây giờ còn đang nắng lại rồi thì cái việc di chuyển là còn dễ hơn, chứ còn mưa chắc chịu, mưa là cũng không có đi được luôn. Sau khi mà em có với bố là di chuyển một đoạn đường thì bây giờ là đã ra đến khu vực này là trung tâm xã A Mú Trung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai các bác ạ. Em nhìn thấy phía bên kia là vẫn cứ là những cái vết sạt thôi mọi người. Và thật sự thì trên chúng em bị thiệt hại quá là nhiều và rất rất là nhiều hộ dân bị thiệt. Thật sự em có thật sự là em khóc, em ngồi sau xe bố là em khóc, bởi vì là thật sự thấy cũng rất là thương mọi người ở nơi đây ấy. Kiểu có những nhà bị thiệt hại mà. Tại vì cái nơi này là em có từng đi qua rất là nhiều. Và cái chỗ nãy vừa đi qua cũng là một nơi mà vô cùng xinh đẹp. Và bây giờ là sau một trận bão đi qua là mọi người là nhà cửa là mất hết. Không biết phải nói như thế nào nữa. Nay bố thấy thế nào ạ? Thương bà con ở thế này thôi. Vâng. Dưới mình đã sạt một chứa ăn thua, chứa bằng ở trên này đó. Trên này là bị nhiều lắm. Thế bây giờ hai bố con em cũng tranh thủ đi về, tại vì bây giờ là về đến nhà cũng sẽ còn một đoạn đường khá là xa nữa. Không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã hướng về miền Bắc chúng em rất là nhiều. Em cõi thì cũng sẽ luôn luôn là sẵn sàng, em thì không có tiền nhưng em cũng luôn luôn sẵn lòng sẵn sàng để thay cho các cô các bác, các anh chị là mọi người gửi gắm tấm lòng đến cho bà con vùng cao chúng em. Có một số cô bác hỏi em dạo này đi đâu, thì dạo này em có tập trung vào ở bên bán hàng ý, những cái mặt hàng đặc sản Tây Bắc chúng em ý, như là táo mèo khô này, mật ong các thứ. Thì em cũng dạo này là bận, với lại trong thời gian vừa rồi thì bố mẹ em nhà thì cũng bị sạt thiệt hại nặng nề quá, cho nên vừa nhà khắc phục xong mà nên mấy ngày nay là trời nó nắng lâu, thì mấy hôm nắng liên tục thì mới gọi là đi ra ngoài được, đi ra ngoài mới tới được những cái chỗ như này. Không là mưa ấy, mưa thời tiết không ổn là cũng không có đi được. Thôi bây giờ thì em có xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Linh.